Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhưng chính nhờ sự chủ động linh hoạt trong điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh mà không ít doanh nghiệp đã biến nguy thành cơ, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất cao hơn so với cùng kỳ. Cùng chia sẻ khó khăn với các bạn hàng như có thể chậm thanh toán tiền, nhưng gần 2 năm qua, công ty cổ phần Thuận Đức chưa một lần chậm tao đơn hàng cho đối tác. Cùng với đó là không ngừng nâng cao mẫu mã, chất lượng sản phẩm bao bì PP các loại và túi sách siêu thị, nên tổng doanh thu, thu nhập của người lao động vẫn tăng cao hơn so với cùng kỳ. Lao động trong công ty cũng không có sự ảnh hưởng gì nhiều. Thứ nhất, thứ hai là công việc trong tháng thì nó vẫn ổn định, bình thường. Thu nhập hàng tháng của chúng tôi vẫn được duy trì đảm bảo. Với công nhân in thì mức thu nhập từ 9 đến 15 triệu. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Đến nay, hơn 1.100 trong tổng số 1.500 công nhân công ty cổ phần Thuận Đức đã được tiêm vaccine mũi 1, đạt trên 73%. Nhưng không vì thế mà doanh nghiệp lơ là chủ quan trong công tác phòng dịch. Tại tất cả các nhà xưởng, việc kiểm tra thân nhiệt, tạo mã QR để quản lý người ra vào vẫn được thực hiện và duy trì nghiêm. Vaccine và chủ động các biện pháp phòng dịch là hai trụ cột được doanh nghiệp thực hiện nhằm chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất lên hơn 2.000 lao động vào năm 2022 tới, với một số sản phẩm mới ngoài bao bì PP và túi sách siêu thị. Có những cái thay đổi linh hoạt trong sản xuất để làm sao là duy trì được cái sản lượng và giữ được cái chất lượng cũng giữ được các cái bạn hàng. Nên là qua cái việc nỗ lực đấy thì trong cái năm 2021, 9 tháng đầu năm chúng tôi vẫn duy trì được cái tốc độ tăng trưởng. Là cũng để là cái thu nhập của người lao động cũng đã được cải thiện tăng hơn so với năm 2020 và cái tổng doanh thu của 9 tháng đầu năm cũng đã tăng hơn. Tìm ra thời cơ phát triển từ chính trong khó khăn đã giúp công ty cổ phần Thuận Đức không những giữ vững sản xuất trong giai đoạn có nhiều rủi ro vừa qua mà còn tăng trưởng khá so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm nay, công ty đã đạt doanh thu trên 1.750 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với doanh thu cả năm 2020. Thu nhập bình quân của người lao động 9,5 triệu đồng một người trên tháng. Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy doanh nghiệp đã biến nguy thành cơ.